Quý vị thân mến, Truy Tìm Cao Thủ đã quay trở lại và đây là vòng thi đấu đầu tiên dò tìm. Chúng ta sẽ cùng với nhau trả lời những câu hỏi của chương trình. Nếu đúng được tăng điểm lên, nếu sai bị trừ điểm đi. Và có hai gói câu hỏi như sau. 1, 2, 3 chính là những câu hỏi đơn giản. Trả lời đúng thì mình được 10 điểm, trả lời sai bị trừ 5 điểm. Từ số 4 tới số 6 là những câu hỏi khó hơn. Nếu trả lời đúng được 30 điểm, trả lời sai bị trừ 15 điểm. Cuộc đấu bắt đầu. Xin mời ai lựa chọn đầu tiên? Anh Thú đi. Mọi người cho mình chậm trách chọn trước rồi chọn luôn. Em chọn số 3, tư duy. Câu hỏi tư duy số 3 như sau. Cánh gì mà chẳng biết bay, chim hay xà xuống nơi đây kiếm mồi. 30 giây bắt đầu. Thời gian đã hết, xin mời đáp án của KO trước đi. Theo em cho đáp án là cánh hoa ạ. Mời Lily, đáp án của em là? Dạ, đáp án của em là cánh đồng. Vì sao? Mình phải suy luận ra là có những cái cánh gì. Chim nó xà xuống thì nó xà xuống cái gì? Nó phải xà xuống một nơi nào đó rộng và có đồ ăn. Hay thì quá. Là cánh đồng, đúng không? Đúng ạ. Mời Annie ạ, đáp án của em là? Cánh đồng. Cánh đồng ha, rồi. Tú. Em cũng thế thôi. Những cái gì mà giải thích thì Lily đã giải thích hết rồi. Cánh đồng luôn. Tú không biết tại sao KO lại lựa chọn cánh hoa. Cho nên một mình KO bị trừ 5 điểm. Ba người chơi lại được cộng 10 điểm, chúc mừng. Yeah. Đó chính là cánh đồng. Rồi và bây giờ sẽ là câu hỏi số 2. Mời Annie lựa chọn. Dạ em chắc chọn tiếp tư duy số 5 anh. Số 5 cũng là một câu hỏi tư duy nhưng nó hơi khó hơn tí xíu. Nhìn vào màn hình máy tính và trả lời cho Minh Sù biết dấu chấm hỏi đáp án là bao nhiêu. 30 giây bắt đầu. Thời gian đã hết. Xin mời đáp án của anh Tú trước. Đáp án của em là con số 2. Bởi vì theo ở đây thì có là 16 với cả 11 là cách 5 mà lùi. Xong rồi 11 lên 13 thì cũng là tăng 2. Thì cái kia nó cũng y chang như thế. Nó lặp lại lặp thành cặp ấy. Thì em là 7 trừ 5 rồi còn 2 thôi. Là còn 2 đơn giản như vậy. Annie sao em? Dạ em cũng biết ra được cái quy luật đó nhưng mà em làm sai anh ơi. Đáp án của em là mấy? Em là em cộng lên 5 chứ em không có trừ đi 5. Ồ, là sẽ là 12. Chưa biết có phải là đúng hay không. Mời KO. Em là 2 ạ. Là 2 luôn. Quy luật cứ trừ 5 và cộng 2 đi ạ. Cảm ơn em. Lily. Dạ em là số 1. Số 1 vì sao? Tại vì ngày 1 tháng 1 là ngày sinh của em. Cảm ơn em. Và đáp án của chương trình chỉ có 1 thôi. Bởi vì là cái quy luật của nó là trừ 5 và cộng 2. Chúc mừng đáp án 2. Yeah. Anh Tú và KO được cộng 30 điểm. Yes. Hai cô gái còn yes. lại bị yes. trừ 15 yes. điểm mỗi người. Yeah. Rồi tiếp tục mời KO lựa chọn. Em sẽ chọn kiến thức đi. Chọn số 4. Câu hỏi số 4 kiến thức có một đoạn video clip gợi ý dành cho các bạn. Mời nhìn vào màn hình. Đầu tiên phải kể đến những cánh đồng muối mà khi nhìn từ xa người ta cứ ngỡ nó như những chiếc gương soi khổng lồ. Đây được xem là sản vật quý báu mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất nắng và gió Ninh Thuận. Hết ạ. Đây là cánh đồng muối lớn nhất Ninh Thuận. Thế Minh Sù đố các bạn tên cánh đồng muối này là gì? A. Cánh đồng muối Đầm Trâu. B. Cánh đồng muối Đầm Bầu. C. Cánh đồng muối Đầm Bò. Và D. Cánh đồng muối Đầm Vua. 30 giây bắt đầu. Thời gian đã hết. Và bây giờ xin mời đáp án của Lily trước nha. Dạ em để lỡ kích vô số 2 rồi. Em không biết có đúng không. Đầm Bầu. Để xem. Mời Annie. Dạ em chọn đại. Đầm Bò. Cánh đồng muối Đầm Bò. Chọn đại thôi ha. Rồi mời KO. Em cũng Đầm Bò luôn anh ạ. Có một cái lý giải gì không? Dạ không ạ. Cảm ơn em ạ. Anh Tú ơi. Em thì em chọn phương án là Đầm Trâu. Vì sao? Là em đoán liều đấy ạ. Đáp án chính xác của chương trình chỉ có một mà thôi. Cánh đồng muối lớn nhất Ninh Thuận với tên gọi là cánh đồng muối Đầm Vua. Hả? Ủa? Trời ơi, sai không ai chọn luôn. Không ai chọn Đầm Vua cả. Mỗi bạn bị trừ 15 điểm. Yeah. Ok. Rồi, mời Lily, em là người lựa chọn cuối cùng nè. Em chọn kiến thức 2. Câu hỏi kiến thức số 2 như sau. Tượng đài Mẹ Suốt nằm bên cạnh con sông nào? Chúng ta có 4 gợi ý. A. Sông Nhật Lệ. B.
sông Danh, C, sông Long Đại và D, sông Kiến Giang. 30 giây bắt đầu. Hết giờ. Xin mời đáp án của Annie. Lại là một đáp án chọn đại anh ơi. Đó là sông Nhật Lệ. Vì sao? Nghe nó quen. Em thích, em chọn. Dạ dạ dạ. Tiếp tục. Lily, em chọn đó. Dạ, số 1, Nhật Lệ luôn. Nào, Kale. Em cũng vậy anh ạ, em cũng Nhật Lệ. Tốt. Em thấy luôn, cả 4 luôn. Ủa? Và đây nhá, di tích Bến Đò Mẹ Suốt nằm ở thôn Trung Kính, Bảo Ninh, gần với chợ Đồng Hới ở phía tả ngạn con sông Nhật Lệ. Chúc mừng! Rồi, thời gian lựa chọn câu hỏi đã hết. Và bây giờ, lượt thứ nhất chúng ta sẽ bắt đầu loại trừ cao thủ. Mời các bạn phân tích, thời gian bắt đầu. Ai nói giơ tay? Em. Mời Annie. Em không phải cao thủ. Ai cũng muốn nói câu này. Em không phải cao Liên thủ. Liên ai? Annie với lại Sơ Sò. Tại vì bình thường em chơi với Tú, Tú nói rất là nhiều. Nhưng mà cái game này Tú hơi ít nói hơn okay. Bình thường một tí. Có nghĩa là Tú đang quan sát. Đúng, chính xác. Đúng rồi, đúng rồi. Em nghi là nghi Annie. Vì sao? Không phải em. Ngay game đầu tiên vào cái là đã thấy là nghe tiếng cạch cạch gõ luôn. Tại vì câu đấy rất dễ. Vậy thì bây giờ Tú đang nghi ngờ ai? Em chỉ nghi ngờ mỗi Annie thôi. Thế bây giờ em sẽ nghi ngờ anh Tú, tại vì anh Tú nghi ngờ em. Hợp lý. Bây giờ Annie nghi ngược lại anh Tú. Được, nhưng em có lập luận gì không để tìm đồng minh nè? Nếu như mà em là người cao thủ em sẽ im. Em đang không phải cao thủ cho thì nên đúng. Là em phải nói để cho mọi người biết em không phải cao thủ. Con bé chơi với tâm lý thoải mái. Đúng hiểu rồi không? Nhưng nè, hãy nghe một người nãy giờ chưa nói một cái gì hết nè, KO. Theo lập luận của Tú á, về Annie thì em thấy nó có một nửa là đúng. Em cũng nghi ngờ Annie từ đầu. Nhưng mà cái mà người em nghi hơn á là Lily. Cái câu đầu tiên mà khi mà em chọn á thì Lily trả lời cái đáp án cánh đồng và giải thích rất là lưu loát. Em trả lời sai thì em không biết là em em bị nghi ngờ thôi. Anh thì anh lại không nghi ngờ Lily quá mức. Anh là cao thủ đấy, anh đừng phân tích nữa. Em chắc chắn là anh Tú luôn. Bây giờ vẫn phải quyết định liền, bởi vì là chúng ta phải loại trừ mỗi vòng một người. Các bạn có muốn nói thêm điều gì nữa không ạ? Nếu không thì mời bốn người chơi nhắm mắt. Nhắm mắt à? Wow. Xin mời KO mở mắt. Hãy đưa tay về nhân vật, em nghĩ đó là cao thủ. Cảm ơn em, mời em nhắm mắt. Mời Lily. Đưa tay thôi em. Cảm ơn em. Mời Annie mở mắt. Đưa tay về nhân vật, em nghĩ đó là cao thủ. Cảm ơn em. Mời Tú mở mắt. Mời bốn người chơi mở mắt luôn. Trời ơi, có nhiều người được bình chọn lắm nghe. Có bốn người chơi mà có ba người được bình chọn á, mà có một người nhận được hai phiếu, cho nên là chúng ta phải loại cái người này. Em nghi em quá. Hơi tiếc. Anh nhìn em đúng không? Anh nhìn em cười tươi trong đây, mắt em dịu dàng. Đôi khi nhìn em rồi nhưng mà hồi hộp quá nhở. Đấy, cuộc, cuộc sống em hồn không hãy đến đây em. Mọi người sai lầm rồi, ở lại coi chừng nha. Tôi nói cho biết chưa đây. Mời em ngồi đây. Em ngồi đây nè. Em trực vậy em mới thấy được những cái con người này biểu diễn như thế nào với em. Chúc mừng ba người chơi còn lại. Yeah. Quý vị thân mến, vậy là Annie đã ngồi về hàng ghế Speed Box. Nhưng hơi cô đơn chiếc bóng, bởi vì có một mình thôi. Để xem vòng 2 ai là người bị loại tiếp theo. Vòng 2 mang tên gọi Định Vị. Xin mời.